chào tất cả các anh chị, welcome to Bangkok, Thái Lan. Và các anh chị thân mến, hiện tại thì Luân đang ở trong một cái không khí vô cùng náo nhiệt tại một cái cuộc thi giao lưu tay nghề ngành làm đẹp thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe diễn ra tại Thái Lan, được tổ chức tại Studio Academy phối hợp cùng với KOL Master và một số những tổ chức khác của rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Và các anh chị thân mến, trong chương trình này thì tất cả những Master và Grandmaster của chúng tôi sẽ cùng nhau gặp gỡ, sẽ cùng nhau kết nối, cùng nhau giao lưu tay nghề, cùng nhau học hỏi và tiếp tục phát triển, nâng cao về tư duy, về ngành nghề, về tay nghề trong ngành làm đẹp của chúng tôi. Và các anh chị thân mến, đây là một chương trình mà có rất nhiều quốc gia trên thế giới cùng nhau đến và chúng tôi mong chờ được kết nối và gặp gỡ nhau. Và các anh chị thấy không, hiện tại thì quy mô của chương trình là một quy mô có thể giúp cho tất cả các anh chị chúng ta không chỉ là học hỏi, giao lưu tay nghề ở trong phạm vi quốc gia Đông Nam Á mà còn giúp cho tất cả các anh chị chúng ta sẽ giao lưu tay nghề ở trong phạm vi châu Á và trên toàn thế giới. Chương trình này không chỉ giúp cho tất cả các anh chị giao lưu những cái tay nghề và những cái kiến thức thông tin về ngành nghề, mà đây là một cơ hội để chúng ta còn giao lưu về văn hóa cùng với nhau, phát triển nghề và phát triển kinh doanh. Xin được chào mừng tất cả các anh chị chúng ta đang có mặt tại chương trình World Class Server diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Hiện nay bây giờ Lan đang đứng tại Bangkok, Thái Lan. Đây là một cái chương trình rất là lớn, hội tụ của 11 nước Đông Nam Á. Và đây là cái chương trình World Class Awards 2022, một cái chương trình mà để vinh danh tất cả những cái ngành làm đẹp trong thẩm mỹ của mình. Đây là một cái chương trình rất là lớn và hôm nay Lan được vinh dự, đang được mời đến đây để tham dự vào cái chương trình này. Chương trình này rất là lớn, rất là quy mô, để mà cái mục đích là vinh danh cái ngành làm đẹp thẩm mỹ của chúng ta.